Có người thì bị yếu cái tay, người kia đau cái cổ, người đau cái chân chẳng hạn, nhưng mà dưới cái phương pháp mình rất là kỳ diệu, nó hay lắm, nó kết quả rõ ràng. Đầu tiên là mình giúp được chính mình, rồi sau đó mình giúp được người trong gia đình mình, rồi những người xung quanh mình. Vậy chứ đỡ mọi người mà học lên tới mà cái lớp mà khá lên cao rồi á, mọi người sẽ thấy đỡ ghê lắm. Giống như cái ông này nè, bây giờ ổng hàng số của ổng là phúc gơ cho ổng lắm, ổng làm tốt. Rồi quà cũng vậy. Còn cô này tôi chưa biết. Thì sau này á là mình về mình làm cho nhiều người được lắm. Thành ra là bây giờ mình thấy vậy chứ mà về nhiều người bệnh lắm. Nhưng mà có người thì bị yếu cái tay, người kia đau cái cổ, người đau cái chân chẳng hạn, nhưng mà dưới cái phương pháp mình rất là kỳ diệu, nó hay lắm, nó kết quả rõ ràng. Và cái cuối cùng là tôi muốn nói là cái mục đích của mình là cũng không phải là đi chữa bệnh, đây là một cái phương tiện để giúp mình thuyết phục được những người xung quanh mình, chứ không phải là cái để mình đi chữa bệnh. Cái chính của mình chính là gì? Là mình tuyên truyền. Mình nói cho người ta hiểu được cái cách ăn ở sao cho đúng, ăn sao cho đúng, rồi tập luyện sao cho đúng, rồi chườm đá sao cho đúng, và để cho người ta phải từ từ trở về chính của người ta, và người ta tự chăm sóc sức khỏe người ta, chứ không phải mình lo mãi, mình lo không được đâu. Mình phải để tập lần cho người ta tự lo. Bởi vì hồi xưa giờ dân chúng mình quen cái kiểu là hễ có bệnh thì có cái bộ phận y tế của nhà nước, của tư nhân lo rồi, không có bao giờ nghĩ chính bản thân của mình phải tự lo. Và khi mà mình kêu người ta học đi để biết, mất một cái thời gian rất là ngắn để mà học, để mà làm, thì người ta nói không có thời gian. Cái câu không có thời gian là nhiều người nói lắm. Nhưng mà khi họ ngã bệnh xuống cái là tiền bạc, thời gian của họ lúc đó không còn nghĩ tới nữa. Bao nhiêu tiền dành dụng hồi trước bây giờ lấy ra để mà bù đắp vô cái bệnh tật của mình, bao nhiêu cái thời gian mà mình muốn để làm chuyện gì đó đều phải ngưng trệ để mà mình phải có cái thời gian nghỉ phép ở trong bệnh viện. Rồi khi mà bệnh nhẹ thì không nói gì, nếu mà bệnh nặng thì lúc đó mình sẽ trở thành cái người gọi là đấu tranh cuộc sống từng ngày một. Mọi người lúc có thấy kinh khủng khiếp đó, khi mà bệnh nằm xuống rồi ha, rồi đấu tranh từng ngày một để lấy cái sự sống, không đơn giản chút nào. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.